Xôi, xôi bà con ơi, bà con ta biết xôi hết rồi phải không bà con? Xôi nó rất tốt cho sức khỏe chứ không có gì. Nhưng mà riêng có những người, riêng có những bệnh thế này thì vui lòng đừng ăn xôi nha bà con. Ăn xôi vào không tốt gì cho sức khỏe cả. Cho nên ta vui lòng không nên ăn xôi đối với những bệnh cho nó tốt hơn. Bởi vì bởi vì xôi là nó gạo nếp ôn ấm nên làm cho cơ thể bị nóng, có vết thương hở, đang bị nhiệt, sốt, ho khạc, chướng bụng. Và nếp xôi nè, nó làm cho khó tiêu, làm cho mệt mỏi, nóng trong người. Bà con nào có vết thương hở thì ăn rau ngót, rau má, diếp cá, thịt heo nạc, kho nghệ, tươi nếp, nấu xôi, gạo tẻ thì nấu cơm. Gạo nếp thì nấu xôi, gạo tẻ thì nấu cơm. Nó tốt vô cùng là nó chữa được bệnh tiêu chảy, buồn nôn, giảm cân, đau dạ dày, nhiệt miệng già, ốm, trẻ em, môi sức. Nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được, ta ăn một tuần chỉ có 2 lần thôi. Ăn thế cơm được, ăn no thế cơm được, không sao cả bà con ơi. Bà con thấy là kênh của chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe nha bà con. Đời sống và sức khỏe của bà con và của mọi người. Vậy nên bà con thấy thì vui lòng chia sẻ để mọi người cùng mạnh khỏe. Mọi người cũng biết nhé, để mà khỏe mạnh và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mọi người. Mọi người ơi, đăng ký kênh là video chúng tôi đến với quý vị bất cứ lúc nào có là đến liền. Và đồng thời như vậy là 4 video một ngày của chúng tôi sẽ có, sẽ đến với quý vị. Quý vị vui lòng đăng ký và chia sẻ để ủng hộ. Và bà con biết nha bà con ơi. Xin chào.